Sau trận hòa 1-1 thứ 3 liên tiếp, Man United sẽ tiếp tục có màn đối đầu với Brighton & Hove Albion trên sân nhà Old Trafford. Như thường lệ, quý vị hãy cùng nghe những chia sẻ của huấn luyện viên Ralf Rangnick về cách mà ông chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, những giải đáp về các vấn đề đang tồn tại trong đội bóng, cũng như kế hoạch để giúp Man United tránh đi vào vết xe đổ như vài trận đã qua. Chào Ralf, tôi muốn hỏi thêm các thông tin mới về tình hình đội bóng. Ông đã chuẩn bị thế nào khi có một vài cầu thủ sẽ trở lại như Edinson Cavani và có thể là cả Fred? Fred sẽ sẵn sàng thi đấu trở lại và cậu ấy sẽ tập trung cùng toàn đội cho trận đấu ngày mai. Edinson thì vẫn phải ngồi ngoài, Matic cũng vậy. Telles thì đã sẵn sàng thi đấu từ trận Southampton và cũng sẽ có mặt vào ngày mai. Ralf, ông từng đề cập đến khía cạnh tâm lý của các vấn đề trong bóng đá. Hiện tại thì các cầu thủ cũng đang gặp khó khăn về mặt tinh thần thi đấu, bắt nguồn từ mong muốn của chính bản thân họ. Vậy có phải ông đang đòi hỏi quá cao ở các học trò của mình hay họ cần phải nâng cao màn trình diễn hơn nữa? Tôi chưa hiểu lắm khi anh nói tôi từng đề cập đến khía cạnh tâm lý gì gì đó. Tình hình hiện tại là rất rõ ràng. Chúng tôi đã dẫn trước 1-0 trong 11 trận trên tổng số 13 trận kể từ khi tôi đến. Thế nhưng chúng tôi không thắng được hết các trận đấu đó, đặc biệt là 3 cuộc đối đầu gần đây. Điều đó thật đáng buồn vì chúng tôi đã tuột mất 4 điểm và đánh rơi vé vào vòng sau của FA Cup. Khá dễ thấy rằng các cầu thủ đang có nhiều ý tưởng trên sân hơn, họ cải thiện dần sau từng vòng đấu kể từ sau trận gặp Wolverhampton. Tôi nghĩ sự thay đổi đó bắt đầu từ hai màn so tài với Aston Villa. Tính từ thời điểm đó, các cầu thủ đã hiểu và cảm nhận được tầm quan trọng của nhiệm vụ mỗi người được phân công. Điều cần làm bây giờ là giữ vững điều đó xuyên suốt 90 phút. Đó là bước tiến bộ cần phải có để tạo ra cú nhảy vọt. Hiệp 1 của chúng tôi trong vài tuần vừa qua là rất tốt. Nhưng như tôi nói, bước tiếp theo là phải giữ vững phong độ và tập trung xuyên suốt trận đấu, cả về mặt thể lực, tâm lý và chiến thuật. Chúng tôi đã để thua quá dễ dàng. Nếu nhìn vào số bàn thua mà Man United đã phải nhận trong hiệp 2, bạn sẽ thấy nó dễ như ăn kẹo. Và đó là sai lầm của chúng tôi khi để đội bạn ghi bàn. Chào Ralf, hy vọng ông vẫn ổn. Bây giờ ông đang phải đảm trách hai công việc, dẫn dắt đội bóng và làm cố vấn cho Man United sau khi hết thời hạn tạm quyền. Vậy trong đầu ông hiện tại có bất kỳ ý tưởng nào về hướng phát triển của Man United trong tương lai không? Cần phải làm những gì nữa để biến Man United thành một đội bóng xứng đáng với danh tiếng và tầm vóc? Bởi hiện tại, MU không còn mục tiêu nào khả dĩ ngoài cuộc đua top 4, nhưng đương nhiên, thành tích đó chưa bao giờ là đủ với quỷ đỏ. Hiện tại, Man United cần kết thúc trong top 4 đội dẫn đầu giải. Tôi nghĩ đó là thành tích cao nhất mà chúng tôi có thể đạt được, chẳng còn mục tiêu nào khác. Về Champions League, hy vọng cả đội sẽ vượt qua vòng 16 đội, dù vòng đấu đó cũng thực sự khó khăn. Tóm lại, hiện tại top 4 là tham vọng của chúng tôi, đó là điều tập thể phải hướng tới và chinh phục được. Về mùa sau, đương nhiên là sau khi làm việc đến 10 tới 11 tuần tại đây, tôi đã biết được đội bóng này cần gì. Nhưng hiện tại thì tôi sẽ không chia sẻ với ai, sự tập trung dồn hết vào trận đấu ngày mai, rồi sau đó là tới cuộc đối đầu ngày Chủ nhật, cuối cùng là Champions League vào thứ tư tuần tới. Ngoài ra còn các trận vào vài tuần tiếp theo nữa. Tôi nghĩ điều cần giải quyết là tình hình hiện tại, tập trung toàn lực vào việc phát triển đội hình này, cố gắng hết mức để phát triển các cầu thủ và mong đợi họ sẽ thể hiện tốt nhất trong khả năng. Xong xuôi hết, chúng ta mới bàn đến bước tiếp theo, những kế hoạch cho mùa tiếp theo và các chiến dịch sau đó nữa. Tuần trước, ông nói rằng rất có thể các vấn đề tâm lý và tinh thần đã làm ảnh hưởng tới màn trình diễn của các cầu thủ trên sân, đặc biệt là trong hiệp 2, dù đã có khởi đầu suôn sẻ. Hiện tại, ông đã đem về một chuyên gia tâm lý, vậy người đó có thể giúp gì trong trường hợp này không? Như tôi đã nói, mọi việc khá rõ ràng rồi. Chúng tôi đã dẫn trước 1-0 trong nhiều trận đấu, cụ thể là 11 trên 13 trận, nhưng chỉ thắng một nửa trong số đó. Đặc biệt, 3 trận đấu gần đây chúng tôi luôn bị gỡ hòa, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ. Họ có nói đáng ra chúng ta phải dẫn trước 2, 3 hoặc 4-0, thế nhưng tự nhiên tỷ số lại là 1-1. Điều đó khiến các chàng trai bị lung lay, hiển nhiên là như vậy. Các cầu thủ cũng chỉ là con người, không phải là cái máy, thế nên chuyện đó diễn ra cũng là bình thường, nhưng hoàn toàn có thể cải thiện được vấn đề này. Đương nhiên có hai vấn đề cần giải quyết. Thứ nhất, chúng tôi phải hiệu quả hơn trong khâu dứt điểm, ghi được 2 hoặc 3 bàn để giải quyết trận đấu nhanh gọn. Chúng tôi tạo ra đủ cơ hội để làm điều đó, nhưng nếu không thể thực hiện được thì cả đội vẫn phải tuân thủ chiến thuật, chơi chắc chắn, kỷ luật. Đây cũng là vấn đề còn lại mà chúng tôi cần phải giải quyết. Khi nói đến tiến bộ, ý của tôi là khắc phục những điều trên. Rõ ràng khi bạn bị thủng lưới thì cách phản ứng không được giống như những gì chúng tôi đã thể hiện khi gặp Burnley, Middlesbrough và Southampton. Chúng tôi đáng lẽ đã dẫn 2 hoặc 3-0 khi gặp Southampton, nhưng điều đó đã không xảy ra. Cộng thêm việc để thua sớm trong hiệp 2 dẫn tới sự tự tin của các cầu thủ bị giảm sút.
Vậy nên đương nhiên tôi phải trao đổi với Sash Challenge về vấn đề này. Thậm chí tôi còn làm điều đó thường xuyên. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là nói chuyện riêng với từng cầu thủ và sau đó là cả tập thể để phân tích lý do dẫn tới bàn thua. Đi kèm với đó là những điều mà chúng tôi cần làm sau đó để ghi thêm bàn thứ hai hoặc thứ ba. Ông có nói rằng vị trí thứ tư là thành tích cao nhất Man United có thể đạt được. Vậy ông sẽ là huấn luyện viên thứ 5 của đội trong gần 9 năm qua, nhưng Quỷ Đỏ thì vẫn chưa thể cạnh tranh trước vô địch. Tất cả các chiến lược gia luôn là người phải đứng mũi chịu sào. Vậy liệu có phải đã đến lúc dừng việc đổ lỗi lên huấn luyện viên mà chuyển hướng sang các cầu thủ? Tôi không biết. Nếu anh nhìn vào bảng xếp hạng hiện tại và xem khoảng cách giữa các đội như chúng tôi hay Tottenham, Arsenal với các đội top đầu, phải có lý do nào đó mà họ lại bỏ xa các đội khác đến như vậy. Vâng, tôi sẽ thảo luận về vấn đề đó khi mùa giải này kết thúc vào tháng 5 hoặc tháng 6 để tìm ra quyết định đúng đắn cho tương lai. Tôi không chắc liệu vấn đề có phải là do cầu thủ không. Sau 10 tuần đã qua, tôi có thể nói với anh rằng họ đều rất tham vọng, làm việc chăm chỉ, luôn muốn tiến bộ và rất không vui mỗi khi kết quả trận đấu kết thúc không như ý. Họ muốn thắng và việc của tôi là giúp họ tìm ra cách để tới đích. Đó là công việc của tôi hiện tại. Tất cả những thứ khác chúng ta sẽ bàn bạc khi mùa giải kết thúc. Bất chấp kết quả thì Jadon Sancho vẫn đang thi đấu ấn tượng. Liệu chúng ta đã được xem Sancho phiên bản hoàn thiện nhất trên sân chưa? Và tôi biết ông nói rằng mình đã có một cuộc trao đổi riêng với cầu thủ này. Liệu nội dung cuộc trò chuyện đó chỉ xoay quanh bóng đá hay có cả vấn đề ngoài lề? Tôi biết Jadon từ khi cậu ấy 17 và còn chơi ở Anh. Tôi từng liên lạc với cậu ấy và người đại diện vào thời điểm đó, khoảng 4 năm trước. Tôi muốn thuyết phục Sancho gia nhập Leipzig. Cuối cùng Jadon quyết định tới Dortmund và đã có quãng thời gian đẹp ở đó. Sự phát triển vượt bậc đã đưa cậu ấy trở thành một trong những chân chạy cánh hàng đầu giải đấu, nếu không muốn nói là toàn châu Âu. Và đương nhiên, câu lạc bộ như Manchester United sẽ là một bước tiến lớn cho bất kỳ ai, chứ chưa nói đến một chàng trai 20 tuổi. Thế nên việc cần thời gian để thích nghi là khá bình thường đối với tôi. Tôi nghĩ phong cách chơi bóng và lối đá chúng tôi muốn thi triển hoàn toàn phù hợp với bộ kỹ năng và điểm mạnh của Sancho từ cánh trái. Vâng, tôi muốn thể hiện sự ủng hộ của mình tới cậu ấy. Tôi nói rằng, kể cả ở một sân chơi lớn như Premier League thì Jadon cũng nên thử sức, dù cho giải đấu này có khắc nghiệt hơn và cạnh tranh hơn. Tôi hy vọng điều tương tự cũng sẽ đến với Marcus Rashford trong vài tuần tới. Điều cần làm là phải giúp các cầu thủ phát huy tối đa tiềm năng để họ chơi ở vị trí sở trường. Và đặc biệt tại Man United, họ cũng cần học cách chịu đựng áp lực và mức độ kỳ vọng. Nó sẽ rất khác so với những gì Jadon từng nhận được khi mới tới Dortmund vào năm 17 hay 18 tuổi. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!